đô Huế nổi tiếng với những thành quách, lăng cầm, di tích lịch sử, phong cảnh hữu tình bên sông Hương, núi Ngừ và một đời sống văn hóa phong phú đã trở nên nổi tiếng với những ai đến với Huế. Bên cạnh những địa điểm du lịch đã trở nên quen thuộc này, thì không thể không nhắc đến khu di tích lịch sử Chín Hầm, di tích lịch sử cách mạng, ghi nhớ công ơn các chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh cho Tổ quốc. Và đây cũng là địa chỉ đỏ mà Liên đội trưởng Tiểu học Thủy Bằng muốn giới thiệu với các bạn. Khu di tích lịch sử Chín Hầm nằm trên núi Thiêng Thai, thuộc thôn Ngũ Tây, phường An Tây, thành phố Huế. Chín Hầm có diện tích khoảng 1.000 m², nguyên là kho cất giấu vũ khí của thực dân Pháp, gồm có 8 hầm và 1 căn nhà gác. Sau năm 1954, với chính sách tổ cộng, diệt nhầm hơn bỏ sót, chế độ độc tài gia đình Kỳ Họ Ngô đã cải tạo Chín Hầm thành các nhà ngục để giam giữ, tra tấn những chiến sĩ cộng sản và đồng bào yêu nước. Năm 1993, khu di tích lịch sử Chín Hầm được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hôm nay, ngay trước cổng vào khu di tích, một tượng đài sừng sững và uy nghiêm được dựng lên để tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh và còn nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Nơi nào trên vũ trụ này bảo vệ sự sống bằng máu và xương nhiều hơn đất nước Việt Nam? Bầu trời hòa bình ngày nay trong trẻo và xanh biếc đâu phải tự dưng mà có. Hình ảnh những người anh hùng chiến đấu mạnh mẽ, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc mãi mãi khắc sâu trong trái tim chúng em. Hôm nay, trong chuyến hành trình đến địa chỉ đỏ này, chúng em được cất vang tiếng hát đầy tự hào và kiêu hãnh của bài hát Tiếng Quân Ca do cổ nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào năm 1944. Những nốt nhạc đầy hào hùng, chói lóa càng làm cho chúng em thêm yêu và tự hào về mảnh đất quê hương, về Tổ quốc thân yêu. Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời học sinh của chúng em. Bác Hồ đã nói, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, chúng em tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu, ra sức học tập để mai sau bảo vệ và đưa đất nước Việt Nam lên một tầng cao mới.